hai xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình à, bình net lời nói đầu tiên cho mình bình net xin chúc à, tất cả các bạn à, một kỳ nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui nhé ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái mẫu xe Jupiter fin một cái à, mẫu xe hoàn toàn mới à, và được thay đổi về cái ngoại hình các bạn cũng là Jupiter nhưng mà nó khác hoàn toàn với à, mẫu à, xe Jupiter B các bạn ở cái mẫu xe jupiter các bạn nó chỉ có phân biệt là hai phiên bản thôi các bạn phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp các bạn phiên bản tiêu chuẩn là da yên màu đen và cái nhựa uh, nhám màu đen luôn các bạn còn phiên bản cao cấp là da yên màu nâu và nhựa nhám màu nâu các bạn mình đăng lên cho các bạn là ba màu của phiên bản tiêu chuẩn các bạn màu đỏ xám nè à, một cái mẫu màu đỏ hoàn toàn mới à, như là đỏ mặn nhiều bạn kêu là đỏ mặn đỏ bầm các bạn và kế tiếp là em trứng giữa là màu đen đen xám các bạn màu đen phong bóng được phối với màu xám bóng nha các bạn và màu xanh xám Rồi thì tất cả các phiên bản tiêu chuẩn đều được phối với màu xám nha các bạn phần trước đó là được phối một phân khúc màu trứng chính giữa các bạn phần sau còn gọi là hai cái yếm trong các bạn được phối là màu xám với một cái cái viền đồng hồ các bạn là màu xám nha các bạn mẫu xe Jupiter Fin đó các bạn à, có một số tính năng à, cải tiến nè cũng như tiện dụng cho các bạn sử dụng xe các bạn như là những à, học chứa đồ rộng hơn nè và có thiết kế cái học nhỏ hơn trước luôn các bạn tiện dụng thì các bạn để những cái vật dụng cá nhân các bạn. Mẫu xe Jupiter Fin đó bạn nó nghiêng về à, cái kiểu dáng là bầu các bạn thích hợp cho các bạn sử dụng xe mọi thành viên trong gia đình luôn các bạn đi làm đi chơi đều được nha các bạn. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn tham khảo về cái ngoại hình của mẫu xe Jupiter Fin các bạn Cái bằng sau các bạn như các bạn thấy không Chụp đồng hồ nè, được phối màu xám Và hai kiếm à, còn gọi liễm trong các bạn à, Được phối màu xám nha à, Bạn nào mà à, không thích màu xám á Mình có thể phối với màu khác được các bạn Tùy cái à, ý thích của mỗi bạn thôi các bạn da da yên của mẫu xe Jupiter fin, các bạn nó nhám nhám khi mà các bạn ngồi nó không có bị tuột nha và cái mẫu yên nó bằng các bạn nó không có chú gì trước nó như mấy cái mẫu xe thể thao các bạn mình sẽ quay ba cái màu cho các bạn để các bạn có thể tham khảo mà lựa chọn mua một cái mẫu xe mà mình sử dụng thích hợp nhất nha khá là đẹp luôn các bạn đồng hồ thì được thiết kế này các bạn dẫn à, vẫn sử dụng là đồng hồ analog à, được hiển thị đầy đủ tính năng các bạn là chia từng cái học nha các bạn nó có một cái viền trong nè các bạn chia từng ô từng tín hiệu đèn và ốp đầu của mỗi xe Jupiter phim các bạn nó có hai con ốc nhựa nằm trên nha các bạn ốc nhựa thì à, nó tạo một cái vẻ à, đẹp nè các bạn và mẫu xe Jupiter của phim là không có nút tắt đèn các bạn và nó có cái, cái ô này các bạn khi mà mình muốn chế nút tắt đèn thì mình phép cái ô đó đó để mình gắn cái nút công tắc vào nhé đây cái học này các bạn học dưới đồ nhỏ cực kỳ là tiện dụng luôn các bạn ti nó nhỏ nhưng mà nó mang lại tính tiện dụng nha các bạn đôi khi mình để à, kiến nè khẩu trang hoặc à, những cái vật dụng nhỏ trước các bạn bình nước cũng được nghe các bạn tại vì cái học nó sâu lắm khá là đẹp luôn các bạn ơi ở à, mẫu xe Jupiter Fin mẫu xe Jupiter Fin thì các bạn sử dụng đi làm thì hết ý vừa tiết kiệm nhiên liệu nè vừa tiện dụng cốp thì cũng rộng nha các bạn đây mình sẽ mở cái cốp lên cho các bạn xem nè nó rộng và nó sâu dưới luôn các bạn các bạn để được à, một cái mũ bảo hiểm nửa đầu nha cùng với những vật dụng khác như là áo mưa hoặc à, những cái vật dụng cá nhân của mình đó các bạn áo khoác được và tất cả các mẫu xe hiện nay thì đồ nghề nó chỉ có một cái đầu mở buggy và cái đầu dít thôi nha các bạn cái đầu dít là nhiều bạn hỏi mình đó làm sao sử dụng khi mình sử dụng là mình nhét vô đây nè các bạn nhét vô cái cái đầu mở buggy á để mình dặn nha các bạn còn gắn vô là nó có cái chốt gài ở đây nè để nó giữ ở mẫu uh, xe Jupiter các bạn là động cơ 115cc các bạn bốn uh, thì sử dụng động cơ HC ở phun sẵn điện tử và làm mát bằng không khí các bạn bình xăng lớn là nằm trong uh, khi mà các bạn sử dụng xe các bạn đừng có lấy cái dẻ chụp lên mấy cái nắp xăng đồ nghe các bạn khi mà mình chụp lên á thì nó sẽ bị ẩm á các bạn đôi khi cái dẻ mình ướt nó ẩm nó sẽ làm tan cái nắp đó các bạn các bạn thấy không sự tinh tế gì từng con ốc luôn nè các bạn ốc thì uh, được uh, sử dụng ốc trắng cho nó sáng nha và nó cũng có những cái góc quát các bạn cái cản các bạn thấy không nó ôm theo cái phần à, bầu của cái đèn hậu luôn các bạn ở mẫu xe Jupiter Fin thì mình nhìn thấy cái mẫu xe à, thích hợp dành cho gia đình các bạn à, ai sử dụng cũng được nhé nó không có thể thao quá mức tiêu hao nhiên liệu mà nhiều bạn quan tâm nhất đó là 1.64 trên 100 km các bạn là một lít xăng mình có thể chạy ngoài 60 nha nhưng mà tùy quãng đường các bạn sử dụng thôi nhé à, qua một điểm nữa mình thích ở mẫu xe Jupiter Fin các bạn là được sử dụng phanh UBS các bạn phanh kết hợp nha khi các bạn thắng thắng sau thì nó sẽ can thiệp luôn cái lực thắng của thắng trước luôn các bạn phần trước thì khá là đẹp luôn các bạn ơi ở mẫu xe Jupiter Fin đó các bạn nguyên cái khối đèn xi nhan hình chữ H các bạn và có một cái giền mạ gom kết nối giữa hai cái xi nhan nữa các bạn các bạn thấy không khá là đẹp luôn. Xin anh thì uh, sử dụng nguyên cái khối lớn luôn các bạn. Các bạn nào mà thích đèn led á, mình có thể chế đèn led vô các bạn. Khi mình bật quá lên nó sáng đẹp đó các bạn. Màu xanh đủ màu cho các bạn lựa chọn luôn. Bạn nào mà thích màu xanh thì mình có thể chọn màu xanh, màu đen bóng nè. Tất cả các phiên bản Jupiter film đó đều được phối là màu bóng hết các bạn, không có màu nhám nha. Nó ngược với dòng uBTi. Jupiter Phi thì nó có màu nhám màu bóng Còn Jupiter Fin thì chỉ có màu bóng thôi các bạn Và wow, tất cả các phiên bản uh, Jupiter Phi và Jupiter Fin Đều là bánh mâm hết nha các bạn Bạn nào mà thích bánh căm á Thì uh, khi mà mình mua xe Mình có thể thương lượng với cửa hàng mình đổi bánh căm nha Thì uh, mỗi bạn thôi Bạn nào mà thích làm sao Thì uh, mình cứ uh, mua xe mình cứ góp ý kiến với cửa hàng người ta Đây các bạn Thì mong muốn của mình quay clip uh, Là mình để giới thiệu những cái mẫu xe để cho các bạn có thể lựa chọn được một cái mẫu xe mà mình à, sử dụng với đúng mục đích của mình của bạn. Các bạn có thể sử dụng đi làm hoặc các bạn mua xe để đi làm đi chơi đều được. hoặc tất cả các thành viên trong gia đình mình ai chạy cũng được các bạn. Các bạn thấy không? Phần ốp sườn sau á thì được làm nó vuốt thẳng vì sao nó không có mà nhọn quá các bạn và nó không có cao quá nha Các bạn nhìn thấy không? Nó bằng ngang luôn ở cái phần yên nè. Nó không có chuối các bạn. Cho nên các bạn ngồi á nó cực kỳ là thoải mái. Chỉ cái mẫu yên nó mỏng thôi các bạn Khi mà nó vừa cho cái chiều cao lý tưởng Nhất là của anh em mình quạt Đôi khi nhiều anh em có chiều cao lý tưởng đó, Thì mình cũng thể lên xuống thoải mái luôn các bạn Yên nó mỏng thôi Và nó bằng nó không có chuối nha Các bạn thấy không Khá là đẹp ở cái mẫu xe Jupiter Film luôn Đèn hậu sau là sử dụng nguyên cái khối đèn hậu lớn à, Bầu nghe các bạn Nó không có nhọn Hiển thị đầy đủ tính năng luôn các bạn ở uh, mẫu xe Jupiter Fin á là đèn là sử dụng đèn LED uh, đèn halogen hết nha các bạn, không có cái uh, công nghệ LED trong đây nha các bạn. Đèn hậu sau vẫn là đèn halogen nè, hai cái xi nhan nè các bạn. Vẫn sử dụng là bóng halogen hết nhé à, các bạn ơi nếu mà các bạn yêu quý ở mẫu xe Jupiter Fin là với uh, một cái phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn ba màu, màu xanh, màu đen và màu đỏ thì uh, nhớ đăng ký và like cho mình để xem clip tiếp theo mình sẽ lên uh, tất cả các mẫu màu của dòng Jupiter Fin từ phiên bản tiêu chuẩn đến phiên bản cao cấp cho các bạn tham khảo nha.